Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe bản tin tối, cập nhật về giá xăng dầu của chúng tôi ngày 15 tháng 4 năm 2020. Để xem được những video tiếp theo, các bạn hãy nhấn nút đăng ký và nhấn hình quả chuông ở góc bên phải nhé. Nhịp sóng phố núi cảm ơn các bạn. Sau đây là nội dung tin tức. Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu chiều nay 15 tháng 4 năm 2020 giảm sâu kỷ lục, sát mốc 19 USD trên thùng. Giá xăng dầu chiều nay 15 tháng 4 năm 2020 bất ngờ đảo chiều giảm sâu kỷ lục, dầu thô WTI xuống 19,23 USD trên thùng, dầu Brent xuống 28,05 USD trên thùng. Giá xăng dầu chiều nay 15 tháng 4 năm 2020 giờ Việt Nam bất ngờ đảo chiều lao dốc sau khi tăng nhẹ vào phiên sáng. Cụ thể, dầu thô WTI giảm 0,88 USD trên thùng, tương ứng 4,38% xuống mức 19,23 USD trên thùng. Dầu Brent giảm 1,55 USD trên thùng, tương ứng 5,24% xuống 28,05 USD trên thùng. Trong phiên giao dịch sáng nay, dầu thô WTI tăng 0,46 USD trên thùng, tương ứng 2,29% lên mức 20,57 USD trên thùng. Dầu Brent tăng 0,34 USD trên thùng, tương ứng 1,15% lên 29,94 USD trên thùng. Như vậy, giao dịch dầu thô tiếp tục lao dốc, lập mức mới khi xuống dưới ngưỡng 20 USD trên thùng, thấp nhất trong 18 năm qua. Kết thúc phiên giao dịch ngày 14 tháng 4, dầu thô WTI còn 20,11 USD trên thùng, đầu phiên 22,88 USD trên thùng, dầu thô Brent còn 29,60 USD trên thùng, đầu phiên 32,26 USD trên thùng. Như vậy, sau khi cùng tăng đầu phiên, giá dầu thô đã giảm mạnh vào cuối phiên, đưa mức giá về sát mốc 20 USD trên thùng. Giá dầu chiều nay tiếp tục giao dịch khó khăn, diễn biến khó lường, do thỏa thuận cắt giảm sản lượng vẫn chưa đạt kết quả, do nhu cầu sử dụng vẫn chưa được cải thiện khi đại đa số các nước đang thực hiện việc cách ly, buộc phải ở nhà để phòng dịch. Giới chuyên gia nhận định, nếu cứ đà này, dầu thô giá rẻ sẽ tiếp tục gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với công ty dầu mỏ của Hoa Kỳ, đặc biệt là các nhà đầu tư độc lập đang phải đối mặt với khoản nợ trồng chất. Ước tính có đến 140 nhà sản xuất dầu của Hoa Kỳ có thể phá sản trong năm nay nếu giá dầu ở quanh mức 20 USD trên thùng. Và con số này sẽ lên 400 nhà máy vào năm 2021, theo Rystad Energy. Hôm nay, giá xăng dầu trong nước áp dụng theo bảng giá được điều chỉnh từ 15 giờ ngày 13 tháng 4, như sau: xăng E5 giờ RON92 không cao hơn 11.343 đồng trên lít, xăng giờ RON95II không cao hơn 11.939 đồng trên lít, dầu diesel 005S không cao hơn 10.823 đồng trên lít, dầu hỏa không cao hơn 8.639 đồng trên lít. Dầu Marut 180 CST35S không cao hơn 9.327 đồng trên kg. Các bạn vừa nghe bản tin giá xăng dầu cuối ngày 15 tháng 4 năm 2020. Chúc các bạn có buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.